đến từ Việt Nam. Tôi đến từ Malaysia. Tôi đến từ Indonesia. Tôi đến từ Nhật Bản. Đối với tôi, phong cảnh ở Đài Loan rất đẹp. Ở Đài Loan có rất nhiều địa điểm đẹp, địa điểm thú vị để các bạn nên đến thử. Có rất nhiều thiết bị mới mà tôi chưa bao giờ thấy ở Indonesia. Ví dụ như là máy phát sóng đo lường, máy X-quang và nhiều thiết bị khác nữa. Sẽ có những chương trình học về công nghệ mà các trường khác không có. Tôi chọn Subin. Tôi chọn Subin. Tôi tên là Bangabani. Tôi chọn Đại học Khoa học và Công nghệ Subin. Chúng tôi từ Việt Nam đến Đài Loan. Chúng tôi chọn Subin. Chúng tôi chọn Đại học Khoa học và Công nghệ Subin. Chào mừng đến Đại học Khoa học và Công nghệ Subin.